Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Nếu là lúc trước, ta chưa chắc có thể hóa giải loại hư không loạn lưu này. May mà pháp tắc không gian của ta đã đạt đến mức cùng cực. Một tháng sau, cuối cùng cũng sắp đến đầu kia của thông đạo hư không rồi. Không gian này đúng là hành người. Mặc chi chiến trường, đầy áp mặc chi lực sẽ không phải là bộ dạng này. Chẳng lẽ đầu kia của thông đạo hư không không phải là liên thông đến chiến trường của mặc? Chỉ cần không phải là chiến trường của mặc là được. Chờ phong ấn xong thông đạo này, ta sẽ đi tìm đường quay về. Cuối cùng cũng xong rồi. Xem khí tức, người này có lẽ là một thất phẩm khai thiên. Chẳng lẽ hắn bị dao động không gian của thông đạo hư không thu hút đến đây? Hậu bối Dương Khai gặp qua tiền bối. Mấy viên huyền mục linh quả này là của ta, ngươi có ý kiến gì? Thiên tài địa bảo, kẻ có bản lĩnh thì nấy, tiền bối tự lấy là được. Chuyện này là sao? Người này tuy có tu vi thất phẩm, lại yếu hơn các thất phẩm ta gặp. Hắn là mặc đồ. Cách sơn đã nghiêu. Tịnh hóa chi quang. Tiền bối, người. Đi trước, chỗ này không nên ở lâu. Tiền bối, chỗ này là chiến trường của mặc. Tính là vậy, chỗ này là một bí cảnh ở trong chiến trường của mặc. Ra khỏi bí cảnh chính là chiến trường mặc. Trong chiến trường của mặc còn có bí cảnh. Chiến trường mặc rộng lớn vô biên, bí cảnh tự nhiên là nhiều không đếm xuể. Bí cảnh này tồn tại quanh năm hay sao? Hay là gần đây mới bị người vô tình phát hiện? Mấy tháng trước lối vào bí cảnh hiện ra mới bị bọn ta phát hiện. Thời gian này đúng lúc là thời gian mặc tộc ở Hắc Ngục chết. Chẳng lẽ giữa hai bên có quan hệ gì? Ta thấy tiền bối có năng lực của thất phẩm khai thiên, nhưng không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Có phải bị thương rồi không? Không phải bị thương, chỉ là tiểu càn khôn của lão phu sớm đã không còn hoàn chỉnh.